AFK Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Akobi. Và hôm nay sáu bạn sẽ giới thiệu anh em một con game nhập vào hành động có tên gọi là Dungeon of Ghosts. Con game này thì nó có hỗ trợ tiếng Việt và các bạn phải tải game để chơi trên điện thoại cũng như là giả lập nhá. Đây là một con game như mình đã nói là thuộc thể loại nhập vào hành động theo phong cách roguelike. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm. Rồi mình sẽ đăng nhập. Các bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản Google hoặc là tài khoản khách nhá. Mình sẽ đăng nhập tài khoản khách thôi. Đây, các bạn thấy là với con game này anh em sẽ chơi theo kiểu màn hình dọc nhá. Mình cũng rất là tò mò con game này, bởi vì là mình cũng chưa tìm hiểu nhiều về con game này. Mình thấy nó ra mắt ở trên Android thì mình tải game về nghịch thôi. Rồi mình đã vào game rồi anh em nhá. Nhắc lại nữa là con game này thì mình vừa đọc thêm thông tin ấy, là con game này nó mới chỉ ra mắt trước ở trên Android thôi. Còn iOS thì anh em sẽ phải đợi đến ngày 30 tháng 4 nha. Tức là con game này nó sẽ ra mắt trước ở trên Android 2 tuần. Rồi chúng ta sẽ điều khiển nhân vật chiến đấu đúng không? Rồi để xem nào. Đây chúng ta sẽ có một cái nút analog ngay giữa màn hình như này thôi. Và nhân vật nó sẽ tự động chiến đấu trong phạm vi mà cái vũ khí của nhân vật của mình. Đồ họa kiểu đồ họa 3D nhá, theo kiểu phong cách hoạt hình á, comic. Ủa? Đặt ngón tay vào bên ngoài đường kẻ. À đây. Đó, đột kích này. Lao vào, vuốt để lao vào. Rồi. Đấy, tức là nó vừa hướng dẫn mình sử dụng cái đột kích. Người sẽ thấy mũi tên màu đỏ, nó là máu của kẻ địch. Khi mà mũi tên màu đỏ di chuyển đến cuối cùng, kẻ địch sẽ tấn công. Rồi. Đấy, tức là nhìn chung thì thao tác cũng khá đơn giản đó. Mình sẽ lao vào nhà, kéo thả ra để nhân vật nó tự lao vào nó chiến đấu ấy. Đấy, nó gọi là kỹ năng đột kích. Và để ý thêm một phần nữa đó là quái thì nó sẽ có cái một cái thanh màu đỏ để hết cái thanh màu đỏ nên là quái tấn công. Rồi khi mà mình lên cấp thì mình sẽ có thể gọi là chọn. Đây, mình sẽ chọn một trong ba kỹ năng như này. Khoảng cách đột kích lên 10,1%, ok. Đấy, chọn một trong ba, chúng ta sẽ đi tiếp. Game này thuộc dạng roguelike nhá, cứ đi ải, đi theo ải anh em ạ. Đó, các bạn sẽ cố gắng là đánh lên cả ải càng cao càng tốt để vượt qua phó bản. Ui né. Dạng game này thì nó sẽ yêu cầu là cái phản xạ người chơi nhá. Ui, mất máu. Đấy, các bạn sẽ kéo thả vuốt ra thì nó sẽ có kỹ năng đột kích. Sóng này, attack đột kích 30% này, khoảng cách đột kích này. Đây, mình sẽ chọn cái tăng sát thương đi. Rồi lại chuyển cảnh tiếp. Đấy, cách chơi rất là đơn giản thôi. Cái này mình chỉ sợ có mod thôi anh ạ. Tức là anh em Android cài mod vào, đỡ phải cày nhiều. Ui, ui trời ơi, khó phết đấy. Đây, mình phải chạy ra xa này. Né. Đấy, rồi lao vào, vuốt mũi tên này lao vào. Tăng đòn công chí mạng này. Chưa rồi, mình sắp hết máu rồi anh em ơi. Cái này không nhả được máu nhỉ. Thật ra mình cũng chưa quen, vì là mình sẽ giả dập nên là mình chưa quen cái phần thao tác gọi là đột kích này lắm. Đấy, các bạn kéo chạy ra này, nó sẽ có một cái mũi tên màu đỏ, anh nhìn thấy không? Đó, để là cái hướng đột kích của bạn. Kiểu như kiểu thanh lực ấy, như kiểu bắn bi ấy anh em. Ui, đông này. Nhưng mà kể ra mình thấy này nó cũng khó phết đấy. Đó, khi các bạn chết thì anh em sẽ phải chơi lại từ đầu. Kỷ lục cao nhất là chương 1 ải 3 này. Đó, ải cuối cùng là ải 10 thì là sẽ là boss của một chương, nó đi theo chương. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài để gọi là đến phần giao diện chính cũng như là nâng cấp nhân vật nhá. À, chúng ta sẽ có phần trang bị này. Thì anh em sẽ có phần nâng cấp trang bị. Đó, các bạn để nâng cấp trang bị lên level 5. Sau này thì các bạn sẽ nâng cấp vũ khí của mình lên. Đấy, sau này có rất là nhiều slot trang bị như này. Thì trang bị nó có đồ trắng, đồ xanh lá, đồ xanh dương, đồ vàng, đồ cam và gum là đồ hồng. Quần áo. Đấy. Dây chuyền, nhẫn các kiểu. Nâng cấp lên này, sử dụng vàng để nâng cấp lên. Rồi, ok. Đây là phần chiến đấu này. Ở đây mình có thư đây, nó tặng mình cái gì đây, kim cương. À, phải vượt ải mới nhận thưởng. Rồi, chúng ta sẽ có phần nhiệm vụ hàng ngày này, hoàn thành nhiệm vụ nhận thưởng này. Đó, thưởng vàng để dùng để nâng cấp cho nhân vật ấy. Game này chỉ sợ mốt thôi anh em ạ. Rồi, chúng ta sẽ còn shop. Đấy, đơn giản vậy thôi. Bây giờ thì đồ họa để lên cao nhất nhá. Ngôn ngữ tiếng Việt rồi.
Ồ, nét hơn rất là nhiều rồi. Nãy mình đang chơi bằng giả lập mà. Thật ra thì mình chơi bằng cái nóc này nó cũng không ổn định lắm. Thỉnh thoảng nó bị văng ra ngoài ấy. Rồi, nhưng mà bình thường mọi thứ đã ổn rồi. Các bạn phải học học cái thao tác, tức là gần quái vật thì nó sẽ có một kỹ năng đột kích các bạn kéo thả ra được. Không biết anh em nhìn thấy rõ không nhỉ? Tức là phải có quái vật ở gần cơ. Thì lúc mà mình kéo ấy, nó sẽ có một cái mũi tên. Đấy, kéo ra đột kích, anh em thấy không? Kéo một phát, đột kích kinh khủng luôn. Anh em phải làm quen với cái gọi là kỹ năng đột kích này nhá. Anh em phá mấy cái hòm nhặt vàng nữa. Đây này, đợi tí nhá, chạy ra xa này, đã có mũi tên này. Các bạn kéo càng xa thì nó sẽ nảy càng nhiều nhá, như kiểu bắn bi ý. Đấy, anh em thấy không? Quen rồi thì đánh sướng lắm. Nói chung là game này thì mình thấy là cũng khá hay. Hay phết. Đồ họa cũng có chất riêng. Lúc đầu mình không biết cái kỹ năng đột kích này, bây giờ mình kéo này như kiểu bắn bi đấy. Ui, phải kéo đúng hướng nhá, để nó, đó, nó nhảy sang đứa bên cạnh luôn. Đây là một kỹ năng rất là quan trọng để các bạn gọi là nhanh chóng tiêu diệt kẻ địch. Chứ còn đánh từng thằng một thì lâu lắm. Đó. Ui, mất máu rồi. Đấy, anh em thấy không? Kéo thả, kéo thả. Nước phôi thuốc tăng trí mạng. Rồi. Một khi đã quen rồi thì anh em sẽ nhanh chóng thôi. Đó, anh em nó nó nảy kìa. Nó sẽ tự nảy liên tục luôn như đứa ở gần nhá. Đấy, rồi phê không? Hay. Tăng phạm vi đột kích lên này. Tiếp tục nha. Cái kỹ năng đột kích này rất là quan trọng nha mọi người nhá. Đấy, nếu mà tiếng Anh mà anh em nào không biết thì sẽ hơi khó hiểu. Ui. Từ từ. À, nó nảy này, nó nảy này. Ui. Phê không? Kiểu combo anh em. Thao tác đơn giản thôi nhưng mà hay. Rồi, mình làm quen rồi thì easy. Tăng thị lực này, khoảng cách đột kích lên 10%. Ok. Hay, nói chung là game được đấy anh em ạ. Có chất riêng. Ô, sau này có auto này. Ui, có cả auto luôn. Ui. Từ 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 từ, tăng mày nó. Đấy, anh em phải học cái kỹ năng đột kích nhá. Nó nảy này. Úi xồ. Anh em thấy không? Vì quái rất là đông, nếu mà anh em đánh từng, cứ lao vào đánh từng thằng một thì nó rất là lâu. Đấy, các bạn phải kéo kỹ năng đột kích đấy, 5 kill là combo luôn đấy. Đó, mình sẽ tăng sát thương đi, chém cho sướng. Cố gắng là đi đến ải cuối đánh boss nhá anh em nhá. Đông lắm, thấy chưa? Các bạn không dùng kỹ năng đột kích là không đánh được đâu. Ui dồi, giật hình luôn ạ. Các bạn giả lập này nó cũng không chịu được luôn. Bởi vì nó quá nhiều hiệu ứng ấy. Ui, phê không? Hồi máu đã. À, mình sẽ hồi máu lại. Hay đấy. Con này game này đợi mình đợi nó ra trên iOS thì mình sẽ chơi. Ui dồi. Ui, sao nó không nhảy nhiều nhỉ? Kiểu mình không kéo đủ lực ấy. Ui, chết rồi. Ui. Thật ra tôi cũng chưa hình dung ra cái kiểu kéo làm sao để nó đủ lực. Ô, sao này nó nhảy nhiều ra nhỉ? Đây, phải kéo hết lực thì phải. Nó như kiểu bắn bi ấy anh em. Đấy. Đông quá. Này, kiểu này cũng phải nâng cấp nhân vật. Úi xồi. Phê. Thuốc nước trí mạng này. Trời ơi, mình mất nhiều máu quá anh em ơi. Bót, 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 bót. Đánh luôn. Ui. Ô, làm sao lại kéo. Mình kéo trượt. Đây rồi. Mày lại. Ui, đông thế. Đấy, các bạn cứ chạy ra kéo thả, kéo thả. Nó hiện cái vạch màu đỏ ấy. Đấy, mình sẽ kéo nha. Một khi quen rồi thì không có vấn đề gì cả. Ui, boss này trâu đây. Đấy, kéo thả, kéo thả. Và để ý né đòn của boss. Còn boss này thì nói chung là đây là boss chương 1 ý, nó cũng dễ thôi. Sau có những cái boss nó đánh tầm xa nó khó hơn. Đấy, chỉ cần để ý né thôi. Boss này cũng khá là dễ đánh. Ô, đi qua xa. Xa quá, tức là có phạm vi để nó kéo thôi. Bạn chạy xa quá là không kéo được cái tầm, cái đột kích nhá.
game được đấy. Mình thấy là game có điểm nhấn, thú vị. Đặc biệt là cái phần kỹ năng đột kích này này, kéo thả như bắn bi ấy. Nó nảy combo thì thôi rồi luôn. Rồi, thắng rồi. Nó nhận thưởng này. Sau đó thì anh em cứ tiếp tục thôi. Đó, nhận thưởng. Hình như sau này có thể auto được qua những cái chữ ải các bạn qua rồi ấy, anh em có thể auto để cày tiền được ấy. Cũng khá là hay, tích hợp cái tính năng auto luôn. Rồi, giờ mới nhập tên của bạn, sói bạc. Giờ mới gọi là chính thức chơi à? Đấy, thì đây giao diện chính nhá. Ok, thì như vậy là sói bạc cũng giới thiệu cho anh em về một con game nhập vai hành động màn hình dọc vừa mới ra mắt ở trên Android và sắp tới sẽ ra mắt ở trên iOS, có tên gọi là Dungeon of Ghosts. Thì bạn nào quan tâm có thể tải game và chơi thử nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi video lần này của sói bạc. Bạn nào thấy thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh Akobi của anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye. Chỉ đặc quyền ở FK Mobi, community game tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi, qua tới thế cao cho nhiều quá đi, vậy còn chơi chi?